là mình Mia đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay thì trời nắng khá là đẹp, thế nên là mình đã quyết định làm cái video này. Đây chính là một cái video thử thách 24 giờ ăn sầu cơm tiến lợi. Yay! Chị quen em à? Chị tính em mình đúng không? Mẹ cho con này theo mọi người. Trông thèm ăn lắm rồi. Hay như có thèm thương ý. Thế thì bây giờ hai chị em chúng mình sẽ bắt đầu chuyến đi ăn tiện lợi nha. Bắt đầu thế nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu bữa ăn sáng đầu tiên trong ngày. Đây toàn mì Việt Nam chủ yếu. Muốn thử tìm ăn mì kiểu giống mì Hàn Quốc nhưng mà ít sữa chọn các mọi người. Cái máy ạ. Cái máy quay YouTube. Ôi chị dễ thương thế. Rồi em vừa đi một cái sầu cây khác như anh ấy không cho em quay. Dạ, cảm ơn chị. Chị cửa hàng trưởng dễ thương quá. Chị dễ thương. Trời ơi, chiều cao khiêm tốn này quay mất mẹ đấu. Đây chúng mình sẽ đi mua nước nhá. Nhưng mà đây nhiều sự chọn quá, không biết là chọn gì hết trơn ấy. Thôi chắc là mình sẽ chọn một cái nước màu màu gì đấy. Xếp bao sướng ăn sầu cá tiện lắm. Thế là nó biết sắm. Chắc lần đầu thấy là biết sắm phải không? Mà thấy là mọi người thấy em nhà quê đấy. Đó rất tròn vai, người nhà quê. Nhìn chung ngon quá. Thời điều đấy. Thở là diễn. Sau khi thanh toán xong thì chúng mình đang có ở trên đây là rất là nhiều món. Có một cái mì tương đen nha. Chúng mình sẽ trộn lên. Có cả một sandwich han tre, hai cái xúc xích. Hai cái xúc xích khác nhau để thử. Hai cái xúc xích Nhật Bản. Đây là một cái bánh xèo nữa nha mọi người. Và thêm một cái yogurt. Bartender chuẩn bị mix nha mọi người. Quả trứng. Quả trứng này chưa hâm lại à? Cái hâm lại mà không cần. Ok, bây giờ chúng mình sẽ thử cái món đầu tiên được mọi người. Pha nước gầu bi với lại cả yogurt cho mọi người. Nghe một sự kết hợp đã thấy tiêu chảy đấy. Không phải tiêu chảy. Nó không? Nhìn chung cũng được đấy. Béo mix mix, béo béo ngậy. Béo ngậy. Để ăn chưa béo mẹ nó như vậy. Cuối cùng đây là thành quả sau khi mix nước nha mọi người. Nước này là của mình, sau giờ lại thành của bài. Cũng được nhưng mà chua quá. Đây là mì tương đen. Mì tương đen này mình thấy ok. Trước đây là mình ăn một cái loại tương tự như này rồi. Đấy, sandwich han tre nha mọi người. Mời mọi người ăn nha. Nhưng mà nước ở đây thì mình nó chỉ còn dạo này và chỉ còn mình bánh. 8 điểm. Vừa làm YouTuber vừa làm TikToker khổ khủng. Ở đây là xúc xích ức gà vị sông khói. Món vị sông khói ngon. Chả cá que kiểu nhỉ. Buồn. Cheers. À đúng rồi, đây là nước uống có ga vị dưa hấu mọi người. Có vị tương. Thế á? Tương hơi mặn. Hơi đậm dễ ị. Không được chê. Cái này thì không thích vị này lắm. Nó hơi mặn mặn thật. Chưa ăn cái này chắc không no. Cũng không ai ăn chưa một quả trứng. Ăn sao? Hay vậy quá à. Còn một cái bánh xèo nữa. Trà xanh canh sữa bánh Doraemon này. Ôi ngày xưa xem Doraemon rất thích. Thích. Công nhận. Thích cái bánh này. Em bị mê. Còn không nghĩ là có ngoài đời thật ấy. Cuối cùng chúng mình đã ăn xong rồi cái bữa ăn trị giá 212.000 đồng mọi người ạ.
thực ra là chưa xong lắm, vẫn còn hai món thôi, nhưng mà mình nghĩ là với cái hai cái bụng này, với hai con người 40-50kg thì không thể nào là nhét thêm được hai cái món này nữa, nên chắc là chúng mình sẽ mang món này về, thì nữa chiều nay chúng mình sẽ ăn sau vậy. Về nghỉ trưa cái đã, trời nắng quá. Hello mọi người, bọn mình vừa mới về nhà ngủ một giấc xong, mình nghĩ là cũng bớt no rồi đấy, chắc là mình sẽ bắt con này ăn tiếp mọi người. Đồ ăn về làm rồi mọi người. Lúc nãy chúng mình đã làm người ta quay đồ ăn cho. Sao bây giờ thì lại mang về nguội tay nguội ngắt. Quay nóng cho ăn cho ngon. Trong lúc đợi cái bánh xèo nó chín thì bọn mình sẽ múc ba cái bánh ấy trước nhé. Bánh là Doraemon. Đây là vị trà xanh nha mọi người. Vị trà xanh kem sữa. Một hai ra. Wow. Tại sao em không bỏ ra để cho em nó bị thèm? Diễn là 3.000 lít một. Nên là cho này ok. Đừng bị là xanh. Nhưng mà cái kem sữa này được cái ưu điểm là không bị ngấy. Nó giống cái kiểu này. Cái gì? Bột ừ đúng không? Kem sữa nó sẽ kiểu tan chảy miệng hơn. Wow. Ok. Phòng. Nóng. Okay. Mình đang chuẩn bị ăn món bánh xèo đấy mọi người. 19 mọi người. Ok, nó khá là đậm vị cá. Giống rất tacoyaki. Giống tacoyaki. Nói gì ừ. Để chọn bánh xèo Việt Nam nha. Giờ đã là 3 rưỡi chiều rồi mọi người ạ. Nên là chúng mình sẽ đi ra sửa cây gần nhà luôn cho tiện. Mấy không con này chỉ trong một ít phút buổi trưa. Mọi người nhìn đi. Nhìn khoảng mái tóc của nó đi mọi người. Trời ơi, sao cắt được khoảng mái này. Bây giờ chỉ đi ra cái sửa cây gần nhà thôi, nhưng mà trời nắng quá. Đây là chúng mình vẫn sẽ đi xe nha mọi người. Nhưng bây giờ là sẽ tổ bằng con xe đạp điện của nó mọi người ạ. Con xe đạp điện này là gãy cánh. Đây để cho mọi người xem con xe đạp điện gãy cánh. Rồi chúng ta sẽ cùng vào nha, xem có gì ăn. Bọn mình sẽ ăn kem. Cứ nhắc ra nhắc vào nãy giờ ngại quá. Chúng tôi đang đứng trước cửa ngân hàng bên cạnh sân của cây. Kem của tôi là bị bạc hà, cookie. Kem của mình là bị phô mai. Kem của mình ăn kem. Bình thường mình không ăn sô-cô-la lắm, nhưng mà sô-cô-la bạc hà thì ok mà. Nếu mà ăn nhiều thì em nghĩ là sẽ ngấy. Ngấy à? Thôi bọn mình chạy vào trong đi. Chắc là nhân viên sô cô la đó mình giá không ta? Rồi, ăn kem ngọt quá xong rồi giờ hơi đau đầu ạ. Đấy. Nhưng mà thôi ngồi nghỉ một lúc xong rồi chọn nốt đồ ăn để tối nay party hai chị em. Hẹn gặp lại mọi người trong một lúc nữa nhé. Hôm nay chúng mình đã mua rất là nhiều bim bim rồi, cái đồ ăn vặt các thứ để tối nay chị mình party mọi người ạ. Hôm nay chúng ta có kim bạp. Một vài đồ ăn vặt như cá bò, rồi mực này. Rồi có là rượu. Chúng tôi đã có rượu để nhậu ở đêm nay. Là ăn kim bạp sau uống rượu. Đầu tiên chúng ta sẽ có món gà cay. Gà cay nha mọi người. Đi hôm gà nha mọi người. 20 minutes. 20 minutes later. Mấy xin. Trông nó nhìn nó ngon ngon. À mình sẽ ăn cơm nắm nó có chất ấy. Tanh tanh. Đúng rồi. Hồi nhưng họ hơi tanh nhưng mà cái vị nó lại không ngon. Kết thúc món chế. Giờ cảm giác của chị như nào? Ăn cái món gà với tệ quá. Tệ đến nỗi là đầu lưỡi mình không còn cảm giác nữa rồi.
tục mukbang với những cái món ăn vặt nhé. Hai gói bim bim, hai vị khác nhau, một cái là trứng muối, một cái là vị bò wagyu. Thử một cái mới, chưa bao giờ ăn ở Soul Cake. Ăn thử nhé, rượu ta uống thử xem vị thế nào. Ồ, thơm đấy nhỉ? Thơm mà. Vị đào. Vị đào đấy mọi người, vị đào. Siêu thơm. Mà không quá nồng. Ồ, ngon à? Cái này có mấy cái gói gói này trong cô teo ấy. Cái này nó ọt ọt ra mọi người. Nó ọt ọt, nó ọt ọt kiểu gì ấy. Miếng của nó bé quá. Chua chua cái kia giống vị Thái. Đúng không? Ồ, nhưng ăn cái này đồ nhậu hợp lý. Chúng ta sẽ đến với món tiếp theo. Okay, ok, cái này cũng hợp để nhậu rồi. Ừ.